Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn cho các bạn về cách sử dụng lens manual focus hay còn gọi tắt là lens MF á, mà Việt Nam mình hay gọi là lens quay tay. Cái video này là mình quay lần thứ ba rồi. Hai lần trước mình đã quay và edit xong nhưng mà mình thấy còn thiếu khá là nhiều nên mình bắt buộc mình phải quay lại. Cho nhiều bạn chưa biết cách sử dụng lens, nhiều bạn mua bên mình á, mua lens bên mình á thì nhiều bạn không biết cách sử dụng lens và không biết sử dụng trên body Fujifilm nó như thế nào. Nên mình làm clip hướng dẫn cho bạn. Thứ nhất á là cách sử dụng lens MF và thứ hai á là cách sử dụng trên lens MF trên máy Fujifilm. Và đây là clip được tài trợ của Seven Artisan Việt Nam. Lưu ý là chữ Việt Nam có dấu nha, và mình sẽ để cái bay ở trên đây và link cái bay ở dưới cho bạn tham khảo nha. Rồi ok, ở đây là mình có một con lens, đó là mình nói tiếng Việt đi cho dễ ha, là 7 nghệ sĩ 35 f1.2, khẩu rất là lớn, khẩu tới 1.2 lận. Còn khẩu là gì á, thì mình xin giải thích một chút xíu. Khẩu là các bạn có thể mở khẩu ra như vậy, đây khẩu lớn nhất như vậy. Và trên lens á thì nó sẽ có hai vòng, một vòng là khẩu độ và một vòng là lấy nét. Vòng khẩu độ hoặc là vòng lấy nét á, nó nằm hoặc có thể là ngược với nhau hoặc là có thể nằm như vậy, nó không có cố định trên lens nào hết. Nên nếu mà các điểm bạn có như thể nhìn á là vòng khẩu độ nó sẽ ghi là 1.2, 1.42, 2.8 hoặc là 1.42, 2.8. Tùy theo lens thôi, nhưng mà lens bên mình thì thường là khẩu lớn nhất là 1.1 lần, có con cam lăng tới 1.1 lần. Nên độ mở khẩu càng lớn á, thì sẽ thu được ánh sáng càng nhiều và xóa phông càng tốt. Và nếu mà khẩu càng bé á, thì lượng ánh sáng vô càng ít và xóa phông không được mượt, không được đẹp cho lắm. Đây là lens nó khẩu tới 16, đây khẩu 16 đây. Và mình sẽ vặn từ từ, nó càng ngày càng mở khẩu lớn lên. Đây là tới 1.2. Đây mình sẽ vặn lại cho bạn xem ha, tại vì mình đang cầm con lens gì hơi bị khó vặn, còn khi bạn cầm trên body á thì nó dễ vặn hơn. Và đây, nó như vậy. Nếu mà nó như vậy á thì lượng ánh sáng vô rất là ít. Nên nó không xóa phông, nó xóa phông rất là kém, là chỉ nhưng mà nó nét thì nó nét toàn cảnh luôn. Còn nếu các bạn chụp chân dung á thì nên mở khẩu càng lớn càng tốt. Đây mở hết cỡ của nó luôn, f1.2, và con này khẩu nét tốt ở 1.2 luôn nên các bạn yên tâm. Còn cái vòng ở ngoài đây là vòng lấy nét, khi các bạn canh nét đúng nét thì nó sẽ báo ở trên body và các bạn nhìn trên body và các bạn có thể thao tác chụp được. Và rồi bây giờ mình sẽ gắn trên body Fujifilm cho các bạn xem ha. Bên bên mình á thì có các dòng lens của 7 nghệ sĩ cam lăng, John Light và Laowa nha. Các bạn cứ tham khảo bay là được. Trên body Fujifilm á thì nhiều bạn không biết cách sử dụng nên mình hướng dẫn cho bạn sử dụng luôn cho dễ. Trước nhất á là bạn phải, đây là Fuji XT10, còn mấy dòng Fuji khác thì nó cũng na ná nhau như vậy thôi. Bạn phải gạt qua, cần gạt là chữ M như vậy, thứ nhất là vậy. Và trên body thì các bạn mở lên, các bạn vô phần cài đặt. Đây mình đang chỉnh ở chế độ tiếng Anh. Còn tiếng Việt á, thì mình sẽ để ở đây cho các bạn dễ nhìn nha. Rồi ok. Như vậy á, là có dịch tiếng Việt á, nó là chụp không ống kính, các bạn mở bật lên là on ấy, bật lên là được, là mới chụp được nha. Còn nếu mà các bạn mà tắt á, là off á, thì các bạn không thể nhấn chụp được. Đây, không thể nhấn chụp được, các bạn phải mở on lên mới được. Rồi thêm một cái nữa là đây là hỗ trợ MF, mình cũng sẽ để đây cho bạn dễ nhìn. Và các bạn chọn dòng cuối cùng là focus boost highlight.
và các bạn chọn là red. Màu nào cũng được, nhưng mà mình khuyên á, theo mình á, thì nên chọn màu đỏ và chọn là cao, nên để cho nó dễ chụp thôi. Còn các bạn thích màu nào thì cũng được thôi. Rồi ok, để mình test thử cho bạn xem thử. Như ở đây mình sẽ lấy mẫu là một chiếc giày, chiếc giày của Xiaomi đó. Nếu mà các bạn vặn như vậy để lấy nét nha. Rồi ok, các bạn nếu mà các bạn vặn như vậy nãy, nếu mà các bạn mà chỉnh màu đỏ như mình nãy nói đó, hỗ trợ mà ép á, là các bạn sẽ thấy các hộp đỏ lên như vậy. Càng đỏ lên như vậy á, thì càng nét chuẩn. Trên Fuji á, thì nó báo nét rất là chuẩn, nên các bạn cứ yên tâm. Đây, nó báo đỏ như vậy. Còn các bạn lệch như vậy không thấy đỏ nữa thì là nó đã bị ao nét rồi. Và chỉnh lại như vậy thôi. Đó, đỏ chạch luôn. Và nhấn chụp. Rồi ok, còn nếu và một lưu ý nhỏ cho các bạn dễ sử dụng á, thì nếu mà các bạn mà dùng lens khẩu lớn á, như 1.2, 1.1, 1.8, f2 đó, các bạn chụp ngoài trời sáng á, thì các bạn nên để là tóc là auto cho nó dễ, cho các bạn khỏi cần quan tâm tới tốc độ làm gì nữa. Các bạn chỉ cần để ISO khoảng 100-200, rồi các bạn để tóc là auto là được. Còn nếu mà các bạn chụp buổi tối á, thì các bạn tự tùy chỉnh auto thôi, tự tùy chỉnh tốc độ thôi. Còn buổi sáng á, hoặc buổi chiều á, nói chung là có nắng tốt á, trời đẹp á, thì cứ để auto là ok rồi. Không cần quan tâm tới tóc, chỉ cần quan tâm tới khẩu độ các bạn cần xóa phông hay gì thôi. ISO cứ để một dưới, ISO cứ để dưới 500 hoặc 600 là ảnh rất là đẹp. Rồi ok, xin cảm ơn các bạn. Nếu mà các bạn nào muốn tham khảo thêm ảnh hoặc là muốn mua thêm lens á, thì các bạn cứ xem phần link mô tả ở bên dưới video của mình và số điện thoại của ở đây và ở đây. Link mô tả mình để ở bên dưới nha. Rồi xin cảm ơn các bạn.